Chào các bạn, trên cờ là một cuộc rượt đuổi hấp dẫn tới nghẹt thở. Lần gặp giữa Trịnh Minh và Hà Văn Chiết với một bối trận rất mở. Từng chiêu thức đao qua kiếm lại cho tới khi điều tần cung tản. Lần gặp giữa nhị vị giải dấp gấp liên tái mùa 2023. Trong cuộc thì Trịnh lãnh tiền đã phi tưởng mà xuất trận. Còn Hà hậu xuất lệ tròn trung pháo để tấn công. Trịnh tới đây dùng mã 8 tấn 7, phát triển về phía cánh trái trước. Hà Văn Chiết mã 8 cũng quăng lên. Giờ Trịnh Minh đưa pháo tách biên để lấy xe có thể tiếp tục bằng 8 gây sức ép vào pháo đường 2 của đối thủ. Hà đã dùng chốt 3 tiến 1, giờ Trịnh bằng xe ra. Lúc này Hà dùng mã 2 nhảy vào trong, xong Trịnh mã Trịnh tề. Trịnh cũng vậy, đưa mã 2 tiếp tục phát triển như lệ thường. Khai cục có tính biến đổi, nhưng tới đây vẫn rất quen mắt. Hà Văn Chiết đưa xe 1 bằng 2, Trịnh chờ cho nước cờ tiền pháo để phong tỏa. Trịnh đã cao xe lên tuần Hà. Giờ tiếp tục Hà Văn Chiết đưa pháo tách biên mời đổi. Trịnh đã sớm chấp thuận việc đấu này. Mã 3 quay về, giờ tiếp tục để dùng chốt 3 tiến 1. Vừa thông ngựa của mình kiềm chế quân mã của đối phương. Hà Văn Chiết lấy xe bằng 8 và Trịnh đã xe 1 bằng 2. Tới đây không thể nào vội vàng mà Hà để bất động xe vậy, dùng mã 2 tiếp tục tiến 3. Tất rằng chỉ cần một nước cờ của Hà, dùng pháo tiến thẳng. Trịnh Minh lại dễ chơi. Khi chủ lực còn lại, Hà Văn Chiết rất khó khăn để nhập cuộc. Cho nên cũng là lý do mà Hà dùng xe 8 tiến thẳng một mạch đánh trả, chuẩn bị có thể ém thẳng vào mã đối phương. Trịnh đưa mã 3 tuần 4 để thoát vội, chuẩn bị sẽ là thủ đoạn cơ bản. Dùng chốt này tiến lên, mã có thể truy kích lấy xe. Nhưng không vì vậy mà quan ngại, Hà dùng mã 2 tiếp tục tiến 3 để phát triển. Và sau khi Trịnh đưa chốt qua, mã này truy đuổi thì Hà sẽ lựa chọn dùng xe 8 quay đầu. Đây tất nhiên cũng là một chiêu thức đơn giản để đối phó với việc này. Chẳng phải mà dễ dàng Trịnh Minh có thể giữ được một chốt 3 qua sông để tiến hành công sát được. Còn nếu như thay cho làm vậy, dùng xe 8 bệnh vào, việc của Trịnh tất nhiên là mã 4 chỉ cần tiến 2, gây khó khăn vào mã 7. Mã trước sau cũng phải lôi về mở nhập cung, rồi bệnh 3 tiến 1. Về phía của Hà, cách đánh tốt nhất, chỉ có thể lấy xe này bệnh 8, đuổi ngựa, nhưng ngựa chỉ cần quăng lên. Xe pháo bị giam cầm, nhưng đổi lại về phía của Trịnh, mã thì đầy đủ sức mạnh để đe dọa, bệnh 3 qua Hà. Hoàn toàn có thể về lâu dài, mã 4 quay về đường 3 đứng ngay đầu tường. Giờ quân xe đường 2 vẫn có thể giải phóng được. Dư dâm một chốt giúp Trịnh Minh dễ dàng để khoách trương thế tiên của mình. Bởi vậy cũng là lý do trong trận thực chiến thì không phải xe này điều vào, mà tới đây Hà Văn Chiết lấy xe 8 thoái 1, đuổi ngựa ngay. Vẫn nếu như Trịnh Minh dùng mã 4 tiến 2, tất rằng sẽ khó đi một chút khi mà Hà Văn Chiết chỉ cần mã 7 rời về trung lộ. Rất khó khăn, thậm chí là việc mất đến chiến mã đường 2. Xe pháo trên trục này cũng bị giam cầm, chính Trịnh Minh mới là kẻ phải thảm bại. Bởi vậy, trong hình cơ này, lựa chọn của Trịnh Minh dùng mã 4 quay về đường 3 đuổi xe để tiếp tục. Hà lại dùng xe 8 tấn 1. Giờ Trịnh nhờ vậy mà đưa chốt này tiến lên, đuổi vào mã 7. Hà Văn Chiết, mã 7 quay về trung lộ. Và tất nhiên thủ đoạn tiếp theo của Hà Văn Chiết sẽ là xe 8 bình 7, nhỏ mã, rồi bước từ vào bưng trên kia, vẫn dư sức để đối ứng ngang ngửa. Trịnh Minh dùng chốt 7 tấn 1, chứ chẳng phải là giữ được quân chốt 7 cho tới cùng. Tới đây Hà Văn Chiết lấy bưng này thuận theo, tưởng năm đã phải gác lên, rồi đàn tiếp tục dùng xe 8 bình vào. Tìm cách để ngăn chặn mã đường 3 phát triển và cũng như nhằm vào chốt cánh trên kia. Trịnh Minh dùng pháo 2 quay đầu để ám phục. Đương nhiên là cho chuyện dùng pháo 2 kê vào đường 3 đánh đuổi lấy xe. Nếu như Hà Văn Chiết dùng xe này quay về vài nước để đạp chốt, ra một cuộc cờ ổn định. Nhưng không hề, tới đây Hà Văn Chiết đã lựa chọn dùng xe 7 thoái 1 để làm gì nhòm tường. Mà việc tháo tường hay là tường 7 tiến 5 đều không ổn. Mã đường 3 chính là nạn nhân. Tới đây Trịnh Minh buộc phải giữ tường bằng cách dùng pháo 2 bành ra đường 7. Trận thức vì vậy mà cũng bắt đầu gặp những sự khó khăn nhất định. Hà Văn Chiết đưa mã 3 thoát lên ngay. Đây là cái giá phải trả của Trịnh Minh khi mới chỉ có vài nước đã đưa được chốt đổ Hà. Nhưng trong thời gian này thì Hà Văn Chiết dành những tiên cờ vừa rồi để có thể điều động xe pháo mã, cho nên hình đổ trở nên quy củ hơn. Vấn đề còn lại là mã nhập cung chỉ cần bắn ra trục 3 mà thôi. Còn tới đây Trịnh Minh xe 2 tấn thẳng một mạch tìm cách để đánh trả. Hà Văn Chiết đưa ngựa nhảy lên thuận lợi. Thì Trịnh làm gì lại dùng xe 2 quay đầu về ngay. Tìm cách để giữ ngựa, giờ tiếp theo sẽ là nước cờ thoái tường khá cơ bản. Trong hình cờ này, nếu như dùng xe này mà chém chốt, hẳn nhiên Hà Văn Chiết không thể làm, tại vì thứ tự đã đổi khác. Trịnh Minh chỉ cần 6-7-7-3, xe phải chạy
và tường đẩy vỡ rất nguy hiểm. Bởi vậy, trong tình cờ này, lựa chọn của Hà lấy tường bảy thoát trước và Trình cũng điều chốt vào thoát thân ngay. Tự dưng quân chốt tới đây lại trở nên có giá hơn cả giữa lúc xe phó mã đang kiềm chế nhau dữ dội. Cho nên chỉ cần đúng một chốt qua sông, Trình Minh dễ chơi là rõ ràng. Nhưng không thể nào Hà tới đây lấy ngựa mà thoái diệt. Tường bảy chỉ cần rời về trung lộ, một là xe, hai là quân ngựa đường ba, sớm một gì cũng phải nguy hiểm. Bởi vậy, trong hình cơ này, lựa chọn của Hà Văn Chiết lấy sĩ 4 tiến 5 và Trình Minh thoái tường về nhằm có thể đuổi xe củng cố trận địa. Xe này tấn 1, rồi đã ra tay mời đổi một cách rất bất ngờ, pháo này tấn diệt ngay. Có lẽ rằng tìm cách để ngăn chặn đối phương dùng mã 4 tiến 6 tạo ra sức ép với chiến mã trục 3 của mình. Tới đây Hà Văn Chiết buộc phải dùng mã 4 quay đầu, rồi lại tiếp tục dùng pháo biên thoái một ngay. Thay thế kịp thời cho pháo vừa bị tiêu đổi đi và sức ép về phía của Hà Văn Chiết vẫn vậy. Hoặc là dùng pháo này bằng sang đường 3 bắt xe, hoặc là sẽ dùng pháo kê vào đường 7 đuổi ngựa. Mà ngựa này có thể phóng đi, nhưng tại vì bằng trung tâm mất mạng và pháo đường 5 cũng bị đánh đuổi. Cho nên Hà Văn Chiết bằng 5 tiến 1 để thoát trước, giờ Trịnh Minh bằng pháo kê vào. Mã buộc phải phóng vội lên, tiếp tục lấy chốt này lệch vào ngay. Rất uy lực với quân binh lúc này tưởng chừng như vô hại. Cho hình cờ Hà Văn Chiết chỉ còn cách lấy pháo 5 rút chạy và chính thức bình ra đường 3 mời đổi. Nhưng không đổi mà Trịnh Minh đưa mã 7 tấn 6 ngay, chuẩn bị có thể sọc thẳng qua Hà đánh trả, hay là lộ còn lại mã 6 tiến 8, hoặc là dùng pháo này bình sang bắt xe, hay là dùng pháo này đe thẳng vào tường. Rất nhiều câu hỏi mà Hà Văn Chiết sẽ phải trả lời. Tới đây lựa chọn của Hà Văn Chiết bình 5 tiến 1, tức là thí một chốt để mở đường cho mã 4 có thể tấn 6 ngay. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chiến ngựa đường 3 của đối thủ. Trong hình cờ này, bởi vậy mà Trịnh Minh không phải bưng 5 tấn 1, mà chủ động pháo 7 đưa sang giải bỏ sức ép. Nguy cơ mã 4 tiến 6 đã được dẹp bỏ. Tới đây Hà Văn Chiết lấy xe này rút chạy đúng lộ còn lại. Giờ Trịnh Minh bưng 5 tấn 1, lại dư thêm một chốt. Hà Văn Chiết mã 4 tiến 2. Cuộc cờ càng tiếp diễn thì càng căng thẳng. Trịnh Minh xe 2 tấn 3 nước. Giờ Hà Văn Chiết xe 6 dâng lên đánh đuổi. Pháo này đã tạt ra đường biên, nhưng cũng chỉ cần chờ vậy, Hà lấy xe 6 bằng 7 tạo ra cảnh chốc đôi, hoặc là pháo, hoặc là ngựa, không còn cách nào để hóa giải. Nếu như chủ động lấy xe này quay về vài nước, cũng tự mình cản lấy mất ngựa, để quân pháo đường biên rơi vào tay của đối phương. Trong hình cờ này, Trịnh Minh lấy xe 2 bằng ra đường 8, nhòm pháo để mà kích đổi. Thì Hà Văn Chiết làm gì? Dùng mã 2 quăng đường 4 trước, là một thủ thuật vô cùng tinh xảo. Để ngăn cản đối phương là dùng xe 7 quay đầu về, thành thử quân ngựa đứng ở vị trí này cũng rơi vào hoàn cảnh khó đi. Còn tới đây, không thể nào lấy xe này diệt pháo được khi mã chỉ cần nhảy xuyên một nước rồi rớt cổ. Bởi vậy, về phía của Trình, sĩ 4 tiến 5 phòng ngự, Hà Văn Chiết mới lấy pháo 3 để rút chạy sau, chuẩn bị cho một âm mưu cơ bản là tiến lên cắm vào chân đáy của đối thủ, hay là ở một vị trí lưng chừng này để cản mã bật pháo hay chăng, hay là dùng xe này tiêu diệt đi mã, giờ hình thành ra một thế công bằng tam tử. Bởi vậy trong hình cơ này, Trịnh Minh dùng xe 7 rời về hai trường, đánh cật lực cho chức năng phòng thủ của mình. Còn không thể nào cứ tham lam chém thẳng vào tường, chẳng hề có lợi ích gì cả. Thế nên Hà Văn Chiết pháo 8 cấm một mảnh để chuẩn bị lấy xe này chiếu mà rút bắt. Trịnh Minh vẫn lấy xe 7 để tiêu diệt vào. Hà Văn Chiết dùng xe 7 lao chiếu ngay. Tất nhiên không thể nào dùng mã 3 quay về đường 4 được, khi chỉ cần rút bắt và nạn nhân chẳng phải ai là quân xe của mình, Trịnh Minh sẽ phải thảm bại. Cho nên bắt buộc rằng trong hình cơ này là sĩ 5 thoái thổ. Giờ Hà Văn Chiết có thể lấy xe này tiêu diệt vào mã, xem như màn rút bắt mời đổi vừa rồi đã thành công. Nhưng về lâu dài, Trịnh Minh chỉ cần lấy tường 5 thoái về đường 3, những gì để tiến công của Hà Văn Chiết chỉ còn đúng pháo và xe. Pháo còn lại muốn hợp công thì sẽ phải tốn không ít về thời gian. Dùng pháo này bay qua Hà thì tạm thời chưa có thể nào thi triển. Thế nên Hà Văn Chiết dùng xe 7 để chém tường, chuẩn bị cho âm mưu rút bắt cơ bản. Cho nên Trình lấy xe 6 bằng 2 để giam cầm, và Hà đưa pháo 8 tạt biên ngay. Thấy vậy, Trình Minh cũng đưa pháo 1 bằng ra đường 8, nơi mà hồng tuyến phòng ngự của đối phương trở nên mỏng yếu nhất, vừa nhân tiện cả thủ lẫn công. Tới đây Hà Văn Chiết lấy xe 7 quay đầu, thì sĩ 4 chỉ cần tiến 5 lại đuổi xe để tiếp tục. Giờ Hà Văn Chiết dùng xe này cầm chiếu sĩ đảo, giờ tự mình thay đổi nước đi là xe 7 rút về.
bắt buộc là Trịnh Minh cũng phải dùng xe quay về vài trường, đánh ngược vào pháo của đối phương. Thì Hảo Văn Chiết lấy pháo chín để tấn chạy, rồi tới đây Trịnh dùng pháo tấn chiếu ngay. Sĩ này quay đầu về, rồi tổ chức ra một đội hình tiến công rất bất ngờ. Mã Sáu tiến đường 8, một là dọa vào pháo biên, và hai là chuẩn bị cho những âm mưu cơ bản của nước ngựa ngoại tào. Hảo Văn Chiết đưa pháo vượt qua Hà để chém chốt mời đổi. Không đổi, mà tới đây Mã 8 chỉ cần tiến 6 mà thôi. Quân pháo đối phương làm sao có thể đầy đủ sức mạnh bằng chiến ngựa sắp sửa đã lập được công đầu. Tới đây chỉ cần một nước cờ Mã 6 tấn 7 nhảy chiếu, tướng bật ngựa, giờ hoặc là dùng C2 cắm lên, hoặc là dùng pháo 8 quay đầu cũng sát cổ. Bởi vậy Hảo Văn Chiết chỉ còn đúng một vài cách để ngăn cản, hoặc là C7, 73, tất nhiên là có thể cản được Mã. Nhưng binh năm chỉ cần đánh thẳng vào giữa cung điện, rất khó, thậm chí là không thể nào để hóa giải sát cổ. Mã 6 tấn đường 4 và lập công. Bởi vậy, trong hình cờ này, lựa chọn cuối cùng thì Hảo Văn Chiết lấy sĩ 6 bổ, trước sau cũng phải làm. Trịnh Minh đưa binh năm tấn 1. Tình cảnh rất nguy cấp, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chẳng làm sao mà có thể phòng ngự với hàng tuyến sĩ tưởng của mình chẳng còn nghiêm chỉnh. Khi đối phương dùng cả thể tứ tử, xe, pháo, mã chốt để áp sát cận thành, Hảo Văn Chiết phó 1, 7, 5 tìm cách để giữ lại sĩ trung lộ, đe dọa ra một ít hiểm nguy về đối phương, pháo khống, nhưng liệu có làm được gì? Thế đến Trịnh Minh dùng mã 6 tấn 7, tướng phải bật ngựa, giờ tiếp tục, xe 2 tiến một mạch ngay. Bỏ mặc về hàng tuyến phòng ngự cũng là điều dễ hiểu. Khi Hảo Văn Chiết lấy xe này tìm cách để tiến công, hoặc là tấn 1, hoặc là đưa pháo biên tiến lên, thì lúc này tướng cũng chỉ cần thường lầu, mà chưa kể xe 2 chỉ cần bành vào sát chiêu. Bởi vậy Hảo Văn Chiết đã điều xe vào để giữ quân. Nhưng tới đây Trịnh Minh chỉ cần dùng xe này cầm chiếu ngay, bởi vì chiến xe đã rời khỏi lỗ 7, cho nên quân tưởng quay về để phòng ngự không thể nào, bắt buộc miễn cưỡng tướng đã phải thượng lầu 2. Tiếp theo là gì? Xe 2 quay đầu, tướng thoái 1, giờ kết liễu rất gọn gàng nhưng chẳng kém phần tàn độc là binh 5 tiến 1. Hà không đỡ nổi đành phải nhận thua. Cũng ở giải đấu này, tiếp theo là một trận cờ cũng hay chẳng hề kém, lần gặp giữa Triệu Kim Thành, mãnh tướng Cung Phu Panda và dũng tướng Ngô Ngụy. Trong cuộc thì Triệu cầm tiên, binh 7 tấn 1, Ngô đối chốt trận. Giờ Triệu tới đây pháo 8 sĩ giáp thì Ngô Ngụy mã 8 đã tấn 7. Triệu Kim Thành đưa mã 8 nhảy lên, Ngô Ngụy tới đây cũng bình pháo y chang như đối phương vậy, và Triệu Kim Thành bất ngờ thay đổi về thế trận, pháo 2 7 5 chuyển thành ngũ lục pháo để tiến công. Và trận đồ cũng khá nghiêm chỉnh của họ Ngô là phản cung mã. Tới đây Triệu Kim Thành lấy xe bình 8 lộ diện, Ngô Ngụy đưa xe bình trục 8 ngay, Triệu mới dùng mã phải nhảy sau. Ngô Ngụy thấy vậy tường 7 tiến 5 làm dày trung lộ, Triệu xe 1 tấn 1 khởi hành, tốc độ nhập cuộc rất khẩn trương. Còn Ngô Ngụy hậu xuất, cho nên sĩ 6 tiến 5 mặc định về chức năng cố thủ. Triệu Kim Thành lấy xe 1 hoành sườn, họ Ngô dùng chốt 3 tiến 1 mà mời đổi, thì Triệu không phải đổi, xe 8 tấn cửa hạ ngay. Dựa vào việc đổi để làm cho quân ngựa đường 3 của Ngô Ngụy rõ ràng là khó di chuyển. Tới đây Ngô Ngụy lấy chốt này tiến 1, Triệu xe 8 bình 7 bắt quân. Ngô Ngụy không thể nào mã 3 tiến 4 được. Sau khi đòn cờ thông đổi thì chẳng những rằng sĩ này gác lên, mà kể cả pháo mã còn lại cũng sẽ trở thành yếu đi, để Triệu Kim Thành dùng hai xe mà công kích. Bởi vậy Ngô Ngụy chọn cách còn lại, mã 3 tiến 2. Triệu Kim Thành cũng dùng mã 7 tấn 8 để ra trận. Thấy vậy Ngô dùng chốt biên tiến 1 để chuẩn bị sẽ là gì? Tới đây Triệu Kim Thành bình pháo kê sang, thì chính thức trả lời Ngô Ngụy dùng binh tấn 1 để cho Triệu lấy chốt này thủ tiêu, giờ mới Triệu đưa ngựa quay về bắt lấy xe. Tới đây Triệu Kim Thành xe 7 tấn 2 bắt trả lại, thì Ngô Ngụy cũng chỉ cần xe 1 ủi chết binh biên, nhòm lại mã tạo ra cuộc đổi vừa ngựa lẫn chốt. Thì tới đây Triệu Kim Thành bất ngờ dùng mã 8 xua thẳng qua Hà, không còn cách nào đành phải lấy pháo mà diệt. Còn nếu như không thì mã 6 tiến 4 ngay, nguy hiểm về phía của Ngô phải nói là trùng trùng. Còn tới đây sau khi pháo 4 tiến 2, xe này bước tử vào, nhân tiện làm cho thế quân của Ngô Ngụy chẳng còn được nghiêm chỉnh. Quân pháo đứng ở trục sườn sẽ ổn thỏa nhất là vào tai sĩ, nhưng tới đây Ngô đã không làm được, vì lo ngại đối phương sẽ cầm pháo này lên ngay vị trí này, cho nên Ngô Ngụy đã bành xe đánh đuổi. Rồi pháo của Triệu đã vác chạy vào tầng sĩ giác, tới lượt của Ngô cũng phải lấy pháo 4 bình 1 thoát thân, chờ đợi cho mưu tương tự là cầm đáy ngay. Bởi vì Triệu đã bành xe đánh đuổi,
pháo 1 kê vào trục 3, rồi lại tiếp tục C4 lao qua hạ. Vẫn là một đường cờ chắc chắn, kèm theo là một chiến thuật vô cùng dũng lược. Tới đây, làm cho chuyển quân pháo đường 3 buộc phải tốn một tiên cờ quay về thì đội hình mới có thể chắc chắn được. Cho nên, chiến ngựa đường 7 thì Ngô Ngụy sẽ giải quyết bằng cách nào? Trên cờ lựa chọn của Ngô, pháo 8 tấn thẳng một mạch. Nếu như xe này bành vào thì sao? Lúc đầu pháo 8 cũng chỉ cần bành 7 đe dọa chốt rồi có thể đánh đuổi được. Cho nên Triệu Kim Thành không làm mà đưa pháo 5 tiến lên một mạch để chém chốt, đưa ra một cuộc cờ tàn. Ngô Ngụy không còn cách nào, muốn diệt pháo trung lộ, mã 7 tấn 5. Giờ chiều, xe 9 móc thẳng vào. Bàn cờ càng lúc càng đơn giản, nhưng hãy cùng xem về cách thức mà một vị đã ra chiêu. Ngô Ngụy pháo 8 bành 3 để đe tưởng, Triệu buộc phải ném tưởng lên, rồi lại xe 2 tấn 2 nước để đánh đuổi. Pháo của Triệu không phải là nhờ sĩ giác, mà lập tức pháo 6 tấn thẳng một mạch, chuẩn bị thay thế quân pháo vừa rồi, và vẫn là một thế tiến công vô cùng gợi mở. Trong hình cờ này họ Ngô lại bành xe đánh đuổi, Triệu pháo 6 đưa vào, thì quyết định của Ngô là xe 4 tiến 1, cũng tìm cách để tấn công với những gì còn lại, đối chọi nhau một cách chan chát. Còn chừng nào mà chiến ngựa này ra được trận, và quân binh này mà tràn lên về trung tản, họ Ngô chỉ có bất lợi, tại vì đôi pháo rất khó để phối hợp so với pháo ngựa của đối thủ. Và trong hình cờ này Triệu Kim Thành để muốn tránh vỡ tường thì tướng 5 phải tấn 7. Rồi họ Ngô đưa pháo 3 ta ra đường biên, dùng pháo đe tường và pháo này cắm lên sắt cổ. Bởi vậy tường 7 phải tháo chạy ngay nhưng lại về cánh biên, làm một cách tinh xảo, đủ làm cho thế công của Ngô đã bị trì hoãn cả lại. Thế đây Ngô lấy C4 quay đầu thì Triệu không phải phòng thủ một cách bị động, tại vì tường 7 mở tiến 5, tất nhiên rằng quân tường đáy toi mạng và nước pháo biên này cũng có thể lao lên đe dọa được. Cho nên tới đây Triệu lấy C5 bành 7 nhằm tạo ra cuộc đổi, và Ngô Ngụy sau một thời gian tính toán đã lấy C4 bành 7 xem như chấp nhận sớm biến đánh này. Triệu Kim Thành cũng phải làm vậy, tức là C7 thoái 1, còn nếu như không thì mất quân. Nhưng Ngô đã chủ động cho một đòn cờ nham hiểm, pháo 1 chỉ cần tạt đường biên. Cả một cánh phải chống to hoác của Triệu Kim Thành chính thức đã oằn lên sức nặng, tại vì tới đây gần như không thể nào để ngăn cản thế tam tử của đối phương tập kích. Hai xe quá mạnh, nước pháo biên này cắm đáy biết đỡ ra sao. Lựa chọn của Triệu Kim Thành, C4 quay đầu về đánh đuổi. Đây là một chiêu có thể nói cuối cùng mà Triệu có thể phòng ngự, nhưng lại rất hay. Ngô Ngụy dùng pháo 9 tấn 1 và Triệu đưa tướng 5 thượng lầu 2. Khéo hất ngàn cân, nhẹ từ lông hồng. Thủ thuật của Triệu Kim Thành làm cho người ta phải bái phục. Trong hình cờ này Ngô Ngụy không có cách nào để tiếp tục tiến công cả, lại phải lấy C7 bệnh sang lỗ bên kia. Và Triệu Kim Thành dùng xe này lại đoạt chiếc tưởng. Ngô Ngụy dùng xe cũng ổi sĩ, khuyết sĩ thì kỳ xong xe. Nhưng trong hình cờ này làm sao để tổ chức tiến công được? Lựa chọn của Triệu là C4 tấn thẳng một mạch, cũng bỏ mặc về hàng tuyến phòng ngự, để cho Ngô Ngụy là người ra tay chủ động, dùng xe này cầm chiếu ngay. Tướng leo tít lầu 3, rồi lại chiếu tiếp, tướng quay về, và sẽ phải nghĩ tới đòn cờ tiếp theo, nhưng không hề dư ra bất kỳ một tiên nào cả. Giả thử Ngô lấy xe này chỉ cần quay về vài nước đuổi pháo trung lộ, thì chiêu thức đơn giản mà Triệu đã bày biện chính là đại đao xuyên tâm. Ngô chỉ còn cách quy hàng, không thể nào đỡ nổi. Bởi vậy ngay tại đây, về phía của Ngô đành phải lấy C4 quay về một mạch mà phòng ngự. Cho nên cuộc cờ càng tiếp diễn thì càng hấp dẫn hơn. Mỗi bên đều có một thế công rất ác liệt nhằm vào trận địa của đối thủ. Về phía của Ngô thì Triệu Kim Thành hai xe đã chiếm giữ hai vị trí rất quan trọng, pháo trung lộ thì đóng chặt. Cho nên tới đây Triệu chỉ cần đưa tướng quân xuất cung cũng đe ra một sát cục rất hiểm ác, thiết môn thuyền, mà Ngô Ngụy chẳng còn cách nào lệnh cho xe 8 quay về để phòng ngự. Nhưng đầu tiên trọng chiếu một nước để tướng thượng lầu 3, giờ mới chịu quay xe về. Và câu chuyện ngược lại, về phía của Triệu thì sao? Hàng tuyến phòng thủ thì tan nát cả, tướng thì leo lầu một mình một nẻo. Cho nên hai xe của Ngô mặc dù mang tính chất phòng ngự, nhưng khi nào cần cũng có thể tiến lên một nước là thành sát cơ. Bởi vậy Triệu không thể nào phớt lờ là C4 tiến 5 phòng thủ trước. Giờ tới đây họ Ngô pháo 9 đưa vào, tìm cách để móc chết bên trung lộ. Thấy về Triệu bỏ mặc mà C7 quay đầu ngay. Tới đây nếu như không ra tay thì sẽ muộn. Quân tường này mà bị bắt thì không có cách nào để ngăn cản sát chiêu cả. Bởi vậy pháo này phải quay về chém chốt ngay tức thì. Triệu Kim Thành C7 quay đầu đuổi pháo của Ngô. Ngô lập tức lấy pháo 5 lạch sang nhờ xe này yểm trở. Giờ Triệu mới dùng pháo 5 quay chạy.
Ngô cũng C4 tấn 2 trường. Rồi Triệu Kim Thành bình biên tấn 1, ngăn cản đối phương thoát thân kịp thời. Cho nước pháo của Giang, Ngô lại dùng pháo 4 tiến 2 nước. Thấy được Triệu Kim Thành C7 75, chỉ cần tiếp tục là chém thẳng vào trung tường, tất nhiên Ngô sẽ phải xin hàng. Thấy được Ngô sẽ làm cách nào mà xoay trở, C8 tiến 3 chính là một thủ thuật rất tinh xảo. Giả thử xe này chém tường, đòn cờ tiếp theo về phía của Triệu hết sức đơn giản, hoặc là dùng C4 tấn 1, hoặc là C5 tiến lên cũng rất cổ. Nhưng tới đây, chỉ cần đúng một tiên cờ mà có thể hóa giải đi tất cả. Không như vậy là một rất cổ có phần nào khá ám ảnh về phía của đỏ, là C4 bẩn sang mời đổi vừa chiếu, bắt buộc rằng xe này phải diệt. Rồi C8 móc thẳng vào ra chiều, cơ trời cũng không đỡ nổi. Bởi vậy cũng là lý do cho nước cờ phòng ngự rất kín kẽ của mình. Trong thủ tảng công, Ngô đã cho thấy một lối đánh hung hãn của mình. Tới đây Triệu Kim Thành C5 tiến 6, và Ngô Ngụy vẫn chủ động điều xe sang kích đổi. Nếu như đổi thì bại, cho nên Triệu lấy C5 bảnh sang để cho đối phương là người chủ động, bắt buộc rằng phải tấn diệt. Xe này chỉ cần quay đầu và vẫn đe dọa ra sát cổ là xe này cắm thẳng một mạch. Bởi vậy Ngô Ngụy lấy C8 bảnh 5. Nước cờ này sẽ tích cực hơn so với cách còn lại là C8 quay đầu về, quân lực sẽ trì trệ hết thảy. Còn về phía của Triệu, tự 9 tấn 7, và Ngô Ngụy đã lấy pháo này thoát thân. Thấy về Triệu, đưa pháo 5 quay đầu. Sau một hồi giao tranh thập phần ác liệt thì tới đây bàn cờ chính thức đã chuyển tàn, ra một thế không thể nào độc đáo hơn. Nhị vị đã quân bằng nhau từng quân chốt một. Điểm khác ở đây là về phía của Triệu có 2 tường nhưng lại khuyết sĩ, còn Ngô Ngụy thì đan sĩ nhưng lại khuyết tường. Ấy vậy mà một điều rất đáng kể về trận địa của Triệu Kim Thành là pháo trung lộ đã kịp thời để tổ chức tiến công với xe và mặt tướng hiểm trở, làm cho Ngô Ngụy lại là người khó đi, khi chiến xe này ít nhất là không thể nào rời khỏi đường huyết đảo. Lựa chọn cho hình cờ này thì Ngô Ngụy dùng pháo quay đầu về bót chốt, chỉ cần dư ra đúng một binh thì xe còn lại có thể phòng ngự. Bởi vậy quân binh này tự do tự tại mà dốc lên, chiều sớm bại. Cho nên tới đây lấy tường quay về, một lấy pháo đuổi xe, mà xe chạy thì vỗ tường. Cho nên Ngô Ngụy bành pháo vào mơ đổi. Nếu như đổi quân thì hòa chặt, cho nên Triệu Kim Thành tường 5 tấn 7 bắt lại, và Ngô Ngụy lệch pháo sang. Giờ chiều dùng tướng quay đầu về, Ngô Ngụy xe này tấn 2 để bắt chốt, thì chiều dùng xe cao lên 2 nước ngay. Ngô Ngụy dùng pháo này bắt binh thứ nhất, nhân tiện đe luôn cả tường. Tường này rút chạy về đuổi lấy xe. Và cái giá phải trả của Ngô Ngụy sau đòn cờ tiêu diệt chốt vừa rồi chính là việc xe này tháo chạy đi, thì Triệu Kim Thành có thể vượt luôn cả tường còn lại. Ngô Ngụy đành phải gỡ xi lên, Triệu dùng xe lại chém được chốt. Tới đây thì xem như bàn cờ bắt đầu có những sự diễn tiến đáng kể. Về phần của mình, Triệu lại tiếp tục lời tường. Và sau khi đã đắc được một binh thì quân binh còn lại qua hà chắc chắn là một thảm cảnh về phía của Ngô. Nhưng ngược lại, câu chuyện về phía của Ngô thì sao? Nếu như xe pháo chốt này tìm cách mà tiến công, đương nhiên không phải là câu chuyện dễ dàng. Lựa chọn của anh là C4 75 đuổi pháo trung lộ, pháo này chạy đi, giờ C4 tiến 5. Triệu Kim Thành lấy C3 77, chuẩn bị cho nước cờ pháo xe cắm liên tục. Bởi vậy Ngô Ngụy lấy C5 71 để đuổi pháo trước, thì pháo này chạy vào, rồi truy kích, pháo tạt đường cũ, lại rời xe về, giữ chốt ngay. Thấy về chiều dùng binh 3 tấn 1, quân chốt này mà qua hà, Ngô Ngụy càng bại. Tới đây lựa chọn của Ngô dùng pháo biên quay đầu, thì xe của chiều chỉ cần cầm chiều trước, sĩ rời pháo theo sau, chờ đợi cho một đòn cờ rút bắt cơ bản. Không phải là tướng thượng lầu, tại vì một nước cờ bổi xe, tướng phải leo tít lầu 3, binh này qua hà chưa bao giờ dễ dàng hơn cả. Cho nên Ngô Ngụy đã bảnh xe để ngăn cản đòn rút, và chiều dùng pháo quật luôn cả sĩ còn lại, tàn nát cả chân địa. Đánh càng lâu thì hàng tuyến quân lực của Ngô Ngụy bị đối phương rỉa từ từ. Tới đây Ngô Ngụy bẩn xe vào đánh đuổi, pháo này rút chạy mời tướng thượng lầu 2, rồi lại tiếp tục đưa pháo tách ra biên. Ngô Ngụy bẩn xe tướng lại vào, nhưng làm sao để tiến công được. Tới đây lại vất vả điều xe sang đánh đuổi, pháo chạy rồi đuổi tiếp, pháo tạt đường biên và đưa pháo 9 bẩn ra đường 1. Tới đây Triệu Kim Thành dùng pháo 7 tiến chiến ngay, nước cờ dùng xe cắm chiếu rời pháo này lao theo sau để có thể bắt pháo của Triệu. Ngô Ngụy cũng đã bị phá sản. Tới đây thay đổi dùng pháo 1 75, Triệu đưa tướng quân trốn chạy,
Ngô dùng xe này cầm chiếu, Tứ chỉ cần quay về, hữu kinh mà vô hiểm. Tới đây xe mà cầm chiếu tiếp tục thì đối phương cũng chỉ cần thoái tưởng mà thôi. Cho nên Ngô Nghị lại dùng xe 2 quay đầu, bắt Tưởng Biên, vừa đe dọa luôn cả sĩ. Tất nhiên đòn đánh trực diện này sẽ là sát cục, bởi về chiều, bẩn xe vào, giữ hiểm lộ. Ngô Nghị lấy xe này đoạt tưởng. Và chiều đã dùng xe quay về hai nước, giữ pháo của mình. Ngô Nghị đưa pháo này bẩn ra, chiếu ngay, tìm cách để mời đổi. Nhưng chiều lấy sĩ này tháo chạy, Ngô đưa pháo tách đường hai. Chiều đưa bình tiến một qua hà. Giờ Ngô Nghị dùng xe này đoạt luôn cả tường. Chiều Kim Thành dùng bình tấn một áp sát từ ngày. Ngô Nghị dùng xe này ủi chết sĩ. Thì chiều đã xe 6 tấn một ngày. Tướng quay về thì từ từ cứ đưa quân chốt này lên tiếp cận rồi gọi án tử. Cũng không thể nào phòng ngự nổi. Nếu như lựa chọn cho hình cơ này dùng tướng quay đầu thì sao? Về phía của chiều cũng chỉ cần lấy xe này tiến chiếu trước. Tướng lại thưởng, rồi đưa binh tiến một đe dọa vào sĩ. Nếu như Ngô triển khai một đòn đánh cơ bản của hệ thống pháo xe khi sĩ tưởng đã tan nát, chính là hay để lao nguyệt, thì liệu có thể nào thành công? Tức là xe 5 tấn 1, tướng thượng lầu, rồi tiến pháo một mạch, nhằm có thể móc vào. Và thủ đoạn tiếp tục là dùng xe 5 quay về vài nước, rồi sát cổ. Đương nhiên hình cơ này tiếp tục, triệu lại là người về đích trước. Chỉ cần chốt này thủ tiêu sĩ, pháo này có thể kê vào, nhưng tại vì xe chỉ cần lạch sang, cũng không thể nào mà đỡ nổi. Tới đây xe 5 quay về thì đã một mạng. Chốt này chỉ cần tấn một tướng thượng lầu rồi móc xe. Tướng này phải chạy tất nhiên đúng lộ còn lại, và quân xe này chưa kịp thi hành sát cục thì đã mất mạng, còn gì mà tiếp nữa. Bởi vậy cũng là lý do trong trận cờ thực chiến không phải là thủ thuật kinh điển, mà lựa chọn tới đây có phần nào khá táo bạo của Ngô Nghị là tướng đã phải leo tiết lầu 3. Để làm gì vậy? Chỉ Kim Thành dùng pháo 9 tấn 2, âm mưu sẽ là đưa chốt này vào trước, rồi pháo 9 bằng 5 là nước cờ tiếp tục đuổi bắt xe. Xe phải chạy, thì lúc đó chốt 4 bằng 5 sát cổ. Bởi vậy Ngô Nghị xe này lệch sang để ngăn cản. Và Chỉ Kim Thành tung một đòn cờ đầu chiêu, xe 6 quay về. Ngô đứng trước việc đối phương chuẩn bị hoặc là xe 6 bằng 5 sát cổ, hoặc là lấy xe này bắt luôn cả pháo còn lại, thành ra là một thế thua không đỡ nổi, đành phải quy hàng. Một trận cờ rất hay, gây cấn tới tận những giây cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.